Vàng thế giới giao dịch ảm đạm, nín thở chờ đợi biên bản cuộc họp từ Fed. Tại Việt Nam, chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới vẫn trên mức 7 triệu đồng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm đột ngột giảm mạnh. Tại các thị trường chứng khoán lớn của châu Á, cổ phiếu nhiên liệu tại Úc tăng điểm hưởng lợi khi giá dầu khởi sắc. Tại Việt Nam, các chỉ số chứng khoán đồng loạt đảo chiều giảm mạnh trong 20 phút cuối trước khi đóng cửa. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC ngày hôm nay. Đây là bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC. Mở đầu là một số thông tin quốc tế. Do nước Mỹ nghỉ lễ quốc khánh nên phố Wall không giao dịch, thị trường tiền tệ thì trầm lắng, còn thị trường vàng tại Mỹ chỉ mở cửa cầm chừng khi nhiều người đã hạn chế giao dịch. Trên thị trường vàng thế giới mở cửa được niêm yết trên Kiko tại mức 1.793,2 đô la Mỹ cho một âu và gần như đi ngang trong cả phiên. Theo Reuters, hôm nay chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,27% xuống mức 92,168 điểm, giúp cho vàng trở nên rẻ hơn đối với nhiều người mua bằng ngoại tệ khác. Dù trước đó bị kìm hãm do báo cáo việc làm tốt hơn dự kiến của Mỹ, khiến giới đầu tư tập trung vào dữ liệu nền kinh tế và bước đi tiếp theo của Fed. Còn theo Kiko, vàng đang có những bước tiến triển tốt do giới đầu tư vẫn còn tranh cãi về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tăng lãi suất sớm hay không khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. Biến thể Delta khiến một số quốc gia tại châu Á và châu tạm dừng kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc. Số liệu mới nhất của Trung Quốc được công bố cho thấy đà tăng trưởng khu vực công nghiệp đã chậm lại trong tháng 6 vừa qua, do nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc yếu đi, trong khi các khó khăn đã khiến hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ số PMI sản xuất trong tháng 5 đạt mức 51 điểm, nhưng chỉ xuống còn mức 50,9 điểm trong tháng 6 vừa qua, ghi nhận mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Mặt khác thì theo dữ liệu thừa đồng vàng thế giới WGC, sau khi mức mua ròng hàng tháng cao hơn trong tháng 3 và tháng 4, xu hướng này tiếp tục cao vào tháng 5. Tổng lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đạt mức 56,7 tấn vàng trong tháng, cao hơn 43% so với mức trung bình hàng tháng. Trong đó thì Thái Lan đã mua thêm 46,7 tấn vàng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lượng vàng dự trữ lên thêm 8,6 tấn, Brazil mua thêm gần 12 tấn, Kazakhstan mua thêm 5,3 tấn, Phần Lan và Ấn Độ lần lượt là 1,9 tấn và 0,9 tấn, đánh dấu 3 tháng mua ròng liên tiếp của các ngân hàng trung ương. Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần này là biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư theo giờ địa phương. Theo đó, bất kỳ một sự khác biệt nào trong biên bản này so với những gì các quan chức Fed đã tuyên bố đều có thể khiến thị trường tài chính biến động rất mạnh. Giá vàng tại Việt Nam tính đến 11 giờ trưa hôm nay ngày 6 tháng 7, nhu cầu giao dịch trên thị trường không có sự đột biến, nhưng giá vàng trong nước tiếp tục đi lên. Giá vàng trang sức có xu hướng biến động mạnh hơn so với giá vàng SJC. Theo ghi nhận thì vàng nữ trang chỉ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết khoảng 2 triệu đồng cho một lượng, trong khi vàng SJC thì cao hơn lên tới 7 triệu đồng cho một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết tăng 100.000 cho cả hai chiều, chiều mua vào neo tại 56.750.000 đồng, chiều bán ra neo tại 57.350.000 đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận có mức giá bán ra cao nhất trên thị trường với 57.400.000 đồng, chiều mua vào neo tại 56.850.000 đồng, tăng 150.000 cho mỗi chiều. Có mức giá bán ra thấp nhất tính đến thời điểm ghi nhận là Doji với 57.300.000 đồng. Niêm yết mức giá mua vào cao nhất là Bảo Tín Minh Châu với 56.880.000 đồng. Các loại vàng nhẫn, vàng nữ trang thì cũng điều chỉnh theo xuống chung của thị trường. Vàng bốn số 9 ghi nhận chiều mua dừng tại 51.300.000 đồng, chiều bán ra neo tại 51.900.000 đồng, tăng 200.000 cho mỗi chiều. Vàng nữ trang 24K và vàng 18K thì đảo chiều tăng từ mức 150.000 đồng trở lên, như số liệu chi tiết mà quý vị đã nhìn thấy trên màn hình. Quay trở lại với tỷ giá ngày 6 tháng 7, tỷ giá đô la Mỹ quốc tế có dấu hiệu đi xuống. Theo hãng tin Reuters, tỷ giá đồng bạc xanh quay đầu giảm khi dữ liệu cho thấy số lượng người lao động trong tháng 6 vừa qua vượt dự báo, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng cao hơn. Theo các nhà phân tích tại Maybank tại Singapore, kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thay đổi quan điểm ôn hòa trong cuộc họp đầu tháng 6, đồng bạc xanh ngày càng nhạy cảm với các dữ liệu tại Mỹ. Còn tại ngân hàng nhà nước Việt Nam, giá 1 đô la Mỹ bán ra tại mức là 23.820 đồng, giảm 16 đồng so với phiên trước, giá mua vào tại mức 22.975 đồng. Giá đồng euro niêm yết chiều bán ra neo tại 28.308 đồng, giảm 13 đồng, còn chiều mua vào neo tại 26.659 đồng, giảm 12 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay, được công bố tại mức là 23.175,5 đồng trên đô la Mỹ, giảm 15 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm trước.
thị trường ngân hàng tiếp tục chứng kiến sự ổn định trong tỷ giá đồng đô la, niêm yết khi chỉ có Vietinbank và Sacombank điều chỉnh nâng giá lần lượt là 5 đồng và 2 đồng ở cả hai chiều mua bán so với hôm trước. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng từ 22.870 đến 22.902 Việt Nam đồng, còn khoản bán ra thì tại mức 23.080 đến 23.117 Việt Nam đồng. Trong đó Sacombank có giá mua đô la Mỹ cao nhất, còn giá bán đô la Mỹ thấp nhất thì nằm ở Eximbank. Cổ phiếu tại các thị trường lớn ở châu Á diễn biến trái chiều vào ngày thứ ba khi các nhà đầu tư phản ứng với quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Úc. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,16%, đóng cửa tại mức 28.643 điểm, trong khi tại Hàn Quốc Kospi đã tăng 0,36% lên 3.305 điểm. Cổ phiếu Shopbank Group và Fast Retailing phục hồi lần lượt 1% và 0,45%. Mặc dù có những lo ngại về khả năng lây nhiễm coronavirus, trong khi tổ chức Thế vận hội đã kiềm hãm đà tăng. Mặt khác thì chứng khoán Trung Quốc đóng cửa giảm điểm với Shanghai giảm 0,11% về mức 3.530 điểm, chỉ số tại Úc là S&P 200. Đóng cửa giảm 0,73%, dừng tại 7.261 điểm. Trong phiên thì Ngân hàng Úc đã công bố quyết định của mình để giữ các mục tiêu tỷ lệ tiền mặt ở mức là 0,1%. Ngoài ra, cổ phiếu của các công ty khai thác dầu khí vẫn tăng, với Big Energy tăng 1,96%, Santos tăng 0,41% khi giá dầu thế giới khởi sắc. Phiên hôm nay, thị trường chứng khoán đã duy trì phần lớn sắc xanh trong suốt thời gian. Tuy nhiên, khi đến sắp cuối phiên, các chỉ số chứng khoán đồng loạt lao dốc và giảm điểm mạnh. Trong số các cổ phiếu bị giảm giá trong ngày, gáp lực cho chỉ số VN-Index có Vinhome, Vingroup, Vinamilk, Masan. Cổ phiếu ngân hàng vốn là trụ đỡ của thị trường cũng bị bán tháo trong phiên, với các cổ phiếu của TCB, CTG, ACB, STB. Ngược dòng bán tháo thì vẫn có nhiều cổ phiếu được nhà đầu tư rót tiền vào như là BIDV, VIB, VPBank, NVL, VRE, BNG. Tổng kết thì xét theo lĩnh vực, chỉ có nhóm chăm sóc sức khỏe vẫn giữ được sắc xanh khi tăng giá. Các nhóm còn lại như bất động sản, công nghiệp, công nghệ thông tin, dịch vụ tiện ích, hàng tiêu dùng thiết yếu, nguyên vật liệu, năng lượng đều bị rớt giá trong phiên. Chỉ trong khoảng 20 phút cuối phiên, các chỉ số chứng khoán đột ngột giảm mạnh. VN Index đóng cửa giảm 3,99% xuống 1.354 điểm. HNX Index giảm 2,82% về mức là 318,51 điểm. Upcom Index cũng giảm 1,55% xuống mức 89,07 điểm.